Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tổ chức tổng kết cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của thành phố, tiếp tục tập trung công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tội phạm tín dụng đen, tội phạm đường phố, đảm bảo an ninh trật tự các địa điểm tổ chức sự kiện du lịch. Trong tháng qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình, chỉ tiêu công tác năm 2024. Tăng cường lực lượng, duy trì, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Cụ thể, trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, ghi nhận xảy ra 427 vụ. Trong đó, Công an thành phố đã điều tra, khám phá 308 vụ, bắt 607 đối tượng. Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm về ma túy, đã phát hiện triệt phá 275 vụ, 691 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ trên 54,8 kg ma túy các loại, 8 khẩu súng, 38 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan. Tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo. Trong tháng, ghi nhận xảy ra 143 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 39 người, bị thương 91 người. Trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung công tác năm 2024 trên cơ sở nghị quyết, chương trình công tác của Công an thành phố. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chỉ tiêu công tác năm 2024 được giao ngay từ đầu năm. Tiếp tục tập trung công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tội phạm tín dụng đen, tội phạm đường phố, đảm bảo an ninh trật tự các địa điểm tổ chức sự kiện du lịch. Lực lượng 363 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã và đang áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để kéo giảm tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, đem lại sự an tâm cho người dân trên địa bàn thành phố. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, tình hình tội phạm về trật tự an toàn xã hội không có diễn biến bất thường. Công an thành phố đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa trấn áp, không để các băng nhóm tội phạm hoạt động công khai manh động, gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội. Hoạt động của lực lượng 363 đem lại hiệu quả rất cao trong việc kéo giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn. Với vai trò là tổ trưởng tổ 363 thì chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự thực hiện là tăng cường cái công tác là tuần tra, kể cả là công tác là chú trọng là phát hiện cái đối tượng ngay từ đầu để là chúng ta ngăn chặn, kiểm tra xử lý và ngăn chặn, không để đối tượng có cái điều kiện để hoạt động phạm tội. Kể cả chúng tôi tăng cường kiểm tra cái việc lưu thông có các kể cả phương tiện ô tô, phương tiện xe gắn máy mà có tàn trữ cái hung khí, vũ khí để là làm sao thực hiện đảm bảo tốt cái tình hình an ninh tự, mang lại cái niềm vui cho người dân. Bên cạnh việc ban hành kế hoạch củng cố kiện toàn quy chế hoạt động tổ 363, Công an thành phố Hồ Chí Minh còn đầu tư xây dựng trung tâm thông tin chỉ huy, trang bị nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó có hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, đường truyền dữ liệu và hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối từ Công an thành phố tới Công an 21 quận huyện thành phố Thủ Đức. Tích hợp các hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn thành phố để tăng cường hỗ trợ giám sát an ninh trật tự, điều phối các hoạt động của các tổ công tác 363, tuần tra kiểm soát, xử lý tình hình vụ việc về an ninh trật tự, hỗ trợ công an các đơn vị địa phương. Có thể là xác minh nhanh được đối tượng, những đối tượng là đã có tiền án tiền sự, và những số xe thí dụ bị mất cắp thì mình có thể là truy xét trong vòng 30 ngày vị trí cuối cùng của xe đó di chuyển ở khu vực nào. Nhờ bản đồ số thì ban chỉ huy có thể là kiểm soát được tất cả các tổ 363, và nếu mà đột xuất có những cái sự việc mà cần hỗ trợ thì có thể điều động nhanh nhất có thể. Trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã và đang áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để kéo giảm tội phạm cướp giật, trộm cắp và các loại tội phạm đường phố, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, đem lại sự an tâm cho người dân. Tôi thấy là rất là yên tâm qua cái lực lượng này đã thường thường tuần tra hàng tuần chứ hàng ngày luôn nữa. Do vậy là cái tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Bản thân tôi là người dân, tôi rất là phấn khởi qua cái tổ này. Bên cạnh đó thì tôi cũng rất là mong nên duy trì cái tổ 363 này thường xuyên để giúp cho người dân được sống trong cái cuộc sống rất là bình yên và ổn định. Bất kể ngày hay đêm, lực lượng 363 Công an thành phố Hồ Chí Minh đều có mặt trên mọi nẻo đường. Với sự phân công hợp lý về quân số và tuyến đường tuần tra, với vai trò chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp với cảnh sát hình sự của Công an 22 quận huyện thành phố Thủ Đức, và đặc biệt là dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, tin rằng 10 tổ 363 cấp thành phố và 58 tổ 363 cấp quận huyện sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc, giữ bình yên cho người dân thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị, vào rạng sáng nay ngày 5 tháng 3, tại km 151 quốc lộ 2, đoạn qua địa bàn xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 người tử vong tại chỗ và 10 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô khách dường nằm biển kiểm soát 23F00058 lưu thông trên quốc lộ 2 theo hướng Hà Giang Tuyên Quang với xe container biển kiểm soát 15C07526 kéo theo rơ móc 15R00896. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cấp ủy chính quyền địa phương đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường, huy động các phương tiện, cán bộ y bác sĩ cấp cứu nạn nhân, tập trung cao độ cứu chữa những người bị thương và chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn kịp thời và khắc phục hậu quả. Theo kiểm tra nhanh, cả hai lái xe không vi phạm nồng độ cồn, các phương tiện bảo đảm các điều kiện tham gia giao thông theo quy định. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe container vào cua bị nghiêng, thùng container va vào phần trên của xe khách giường nằm. Vị trí tai nạn là đoạn đường cong cua, xe khách đã đi đúng phần đường của mình và không thể tránh khỏi va chạm. Về đoạn đường xảy ra tai nạn, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết vị trí bị tai nạn đường êm thuận, vạch sơn, biển báo đầy đủ. Vị trí này từng là khúc cua nguy hiểm, đã được rà soát và cải tạo bảo đảm an toàn từ năm 2014. Xe khách thời điểm trước khi xảy ra tai nạn đang chạy với tốc độ 48 km/h. Xe container chạy đến 21 giờ 53 phút ngày 4 tháng 3 thì mất tín hiệu thiết bị hành trình nên chưa có dữ liệu về tốc độ. Cơ quan chức năng cũng cho biết lái xe container lần đầu tiên vận chuyển hàng từ Hà Nội lên Hà Giang không quen đường. Khi lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn. Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Ban An toàn Giao thông Quốc gia đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Hiện có 9 nạn nhân đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện của tỉnh Tuyên Quang. Một người bị thương nhẹ đã ra viện. Tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong 13 triệu đồng, người bị thương 11 triệu đồng. Vào sáng ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng với 85 đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị có liên quan. Vào khoảng 7 giờ sáng, bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát được công an dẫn giải đến tòa án để xét xử. Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tại phần thủ tục vào sáng cùng ngày, có 79 trong số 86 bị cáo có mặt và 2 bị hại có mặt. Vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ trình bày với hội đồng xét xử đều có sức khỏe tốt, tinh thần ổn định. Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng một hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát gồm khoảng 1.000 công ty con, công ty liên kết và giao cho người thân, người nhà của bị cáo nắm giữ điều hành quản lý các công ty con, công ty liên kết. Bị cáo Trương Mỹ Lan tuy không nắm chức vụ tại ngân hàng SCB nhưng là cổ đông chính tại đây, từ 85% đến 91,5% cổ phần. Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng với đồng phạm đã lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền từ SCB sử dụng cho nhu cầu cá nhân của mình. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc từ tháng 1 năm 2012 cho đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, giải ngân 2.527 khoản vay gồm 1.057 khoản khách hàng cá nhân và 1.470 khoản khách hàng tổ chức với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Và để giúp cho quý vị và các bạn có cái nhìn rõ hơn về vụ án Vạn Thịnh Phát, chúng tôi đã có những tổng hợp về bức tranh toàn cảnh trong vụ án này. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt. Quá trình điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, thông qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Trương Mỹ Lan đã huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân và rút ruột hơn 1.066.000 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi phạm tội của bà Lan cùng đồng phạm là nguyên nhân căn bản, cốt yếu dẫn đến việc tổng dư nợ không có khả năng thu hồi của SCB lên tới gần 677.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm hơn 443.000 tỷ đồng. Sau khi ngân hàng SCB được hợp nhất từ 3 ngân hàng, Trương Mỹ Lan đã thu mua, thâu tóm cổ phần tương đương hơn 91% vốn điều lệ để chi phối ngân hàng SCB. Tuy nhiên, số cổ phần này
Chủ tịch Vạn Thịnh Phát nhờ 27 pháp nhân trong và ngoài nước cùng các cá nhân đứng tên giúp. Trương Mỹ Lan không ra mặt mà chỉ trực tiếp đứng tên sở hữu gần 5% vốn điều lệ. Dù không trực tiếp giữ chức vụ tại Ban Quản trị, Ban Điều hành SCB, song với việc sở hữu tới 91% vốn điều lệ, Trương Mỹ Lan tuyển chọn đưa các cá nhân thân tín vào những vị trí chủ chốt của ngân hàng. Thông qua những người này, bà Lan chi phối mọi hoạt động của ngân hàng SCB về cả nhân sự, hoạt động tín dụng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác. Sau đó, chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập khách hàng, hồ sơ vay vốn khống, thuê người đứng tên tài sản, các khoản vay khống để phục vụ cho mục đích cá nhân. Trợ thủ đắc lực giúp sức cho hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan là các công ty thẩm định giá. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chỉ đạo lãnh đạo SCB liên hệ với các công ty thẩm định giá để thông đồng nâng giá tài sản lên nhiều lần nhằm hợp thức thủ tục vay vốn. Bằng thủ đoạn này, ngân hàng SCB đã cho vay 2.527 khoản vay liên quan đến Trương Mỹ Lan và đồng phạm với tổng số tiền 1.066.608 tỷ đồng. Điển hình là dự án mũi đèn đỏ bị nâng khống giá trị lên tới 27 lần giá trị thực. $5.2 triệu, tương đương 118 tỷ đồng là số tiền Trương Mỹ Lan đã hối lộ Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, để bao che, bưng bít cho những sai phạm của Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan trong quá trình thanh tra kiểm tra ngân hàng SCB. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng khởi tố 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước, 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ, 1 cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước với hành vi tương tự. Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị truy tố về 3 tội: tham mô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao còn truy tố 85 bị can, trong đó 15 người là cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước, 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ, 1 cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước. Có trên 200 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan. Hơn 2.400 cá nhân liên quan được hội đồng xét xử triệu tập. 6 tấn tài liệu bao gồm khoảng 1 triệu bút lục, 2.500 tập tài liệu là lượng hồ sơ phục vụ cho vụ án này. Phiên tòa diễn ra từ ngày 5 tháng 3, dự kiến kéo dài đến ngày 29 tháng 4 năm 2024. Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, đối tượng Nguyễn Ngọc Thúy, trú tại tỉnh Đồng Nai, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cẩm Mỹ tiến hành khởi tố, bắt tạm giam để điều tra làm rõ. Theo hồ sơ của cơ quan công an, Thúy được bố mẹ tặng cho một thửa đất ở xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên. Sau đó, Thúy đã chuyển nhượng cho một người dân tại huyện Cẩm Mỹ để thế chấp ngân hàng vay 350 triệu đồng. Sau đó, Thúy đã lên mạng xã hội đặt một giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên với giá 5 triệu đồng của một đối tượng chưa rõ lai lịch, rồi đi thế chấp vay 60 triệu đồng của một người dân trên địa bàn. Người cho vay tiền phát hiện là sổ giả nên báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân, nhất là việc về quê sau thời gian sinh sống, học tập tại nước ngoài, không ít đối tượng đã lập các tài khoản Facebook để bán vé máy bay qua mạng, chiếm đoạt tài sản của các bị hại với số tiền khá lớn. Dù đây không phải là thủ đoạn mới, song nhiều người lại thiếu sự kiểm chứng thông tin, trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Gia đình chị Hồ Thị Mỹ Hiền ở xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là nạn nhân của vụ án lừa đảo bán vé máy bay qua mạng. Con gái chị đang lao động tại Đức, khi có nhu cầu về nhà đã lên mạng xã hội để tìm mua vé máy bay giá rẻ. Tuy nhiên, sau khi chuyển hơn 40 triệu đồng cho đối tượng để thanh toán tiền vé, thì đối tượng đã chặn Facebook và không liên lạc được. Lâu lắm rồi, thì cô cũng muốn là mua vé đi với Việt Nam. Thì trước khi tìm hiểu thì cũng cứ là tin tưởng trên không gian mạng.
cho nên là cũng thử tìm hiểu đi để mà đặt vé máy bay giá rẻ trên không gian mạng. Thì đến khi tìm được cái trang Facebook Trần Như Hảo là có bán vé, là cũng cứ là quảng cáo là uy tín chất lượng, tuy là giá rẻ nhưng lại uy tín chất lượng, cho nên là khi vé tìm hiểu được rồi á thì là đặt vé chuyển tiền, sau khi chuyển tiền xong á thì bị chặn ngay Facebook luôn. Cho nên sau khi bị chặn Facebook là không liên lạc được, thì khi nữa mình hiểu ra là mình đã bị lừa. Do nghỉ học sớm lại không có công ăn việc làm ổn định, từ khoảng tháng 4 năm 2023, đối tượng Trần Khả Ái đã lập tài khoản Facebook để bán vé máy bay. Đối tượng đăng tải thông tin trên Facebook như một trang đại lý bán vé máy bay chuyên nghiệp, sau đó đăng bài lên các group mua bán vé máy bay nhằm thu hút khách hàng. Khi người có nhu cầu tiếp cận và chốt đơn, họ sẽ chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng do Ái cung cấp. Sau khi nhận được tiền mua vé, Trần Khả Ái lập tức chặn liên lạc với bị hại để chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn này, từ tháng 4 năm 2023 đến nay, Trần Khả Ái đã lần lượt chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên toàn quốc với số tiền lớn. Đăng những bài bán vé giá rẻ để chiếm đoạt số tiền của các bị hại khi cần tìm mua giá rẻ, thì các bị hại đó tìm được đến bài đăng của tôi và liên hệ lấy tôi để mua vé. Sau khi chuyển tiền thì tôi lập tức nhận được số tiền trên và tôi chặn các bị hại để chiếm đoạt số tiền trên. Thì qua cái vụ việc trên thì cảnh báo người dân là khi mà sử dụng cái mạng xã hội ấy, là mình là cẩn trọng, đặc biệt là cả cái giao dịch tài chính là trên là không gian mạng. Thứ hai là người dân khi phát hiện thì báo ngay cho cơ quan điều tra để phối hợp điều tra xử lý kịp thời. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Khả Ái để điều tra làm rõ, đồng thời thông báo những ai là bị hại của hoạt động tội phạm trên có chuyển tiền để thực hiện việc mua vé máy bay vào các số tài khoản ngân hàng Vietcombank 10393070732, BIDV 116130835, Techcombank 19071479850017, chủ tài khoản đều mang tên Trần Như Hảo, thì vui lòng liên hệ với đồng chí Phan Bảo Toàn, công an huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, số điện thoại 0964585777 để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.